từ cuộc triển lãm ảnh với cái tên là Chạm, bao gồm những chuyến đi len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Với nhiếp ảnh gia, mỗi bức ảnh không chỉ là những khoảnh khắc bấm máy mà còn là những câu chuyện đằng sau. Đó là những cuộc đời bình dị, chịu thương, chịu khó, những nỗ lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh. Giữa không gian trong xanh, bức tranh người phụ nữ với nụ cười đẹp nhất Việt Nam được trưng bày một cách độc đáo tại triển lãm nghệ thuật với cái tên nhiều tầng ý nghĩa, Chạm Việt Nam. Triển lãm Chạm Việt Nam gồm 30 bức ảnh được trưng bày với 3 chủ đề khác nhau là đời muối, chân dung ánh mắt nụ cười, nơi chốn tôi qua. Và có sự tham gia của 70 khách mời là đại sứ các nước trong khối thịnh vượng chung châu Âu, các kiến trúc sư, họa sĩ, cũng như các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Cái tên, bản thân cái tên gọi là Chạm á, nó đã làm cho người nghe liên tưởng đến cái cảm xúc. Và khi chúng ta đi xem một vòng qua cái triển lãm lần này thì chúng ta thấy rằng á, bên cạnh những cái yếu tố về màu sắc, về bố cục, về tạo hình nói chung thì gần như là nó có cái, nó mang lại cho người xem cái cảm xúc, bởi vì bức ảnh nó có câu chuyện. Và cái nội dung, cái cách mà tác giả trình bày nó cũng đã có một cái ý đồ cụ thể, là chẳng hạn như cho chúng ta xem những cái ảnh toàn cảnh. Những cái ảnh toàn cảnh ở đây tức là về đất nước, con người. Chúng ta đã đi rất là nhiều nơi, nhưng đi để mà khám phá ra những cái hình ảnh đó là một khía cạnh khác. Triển lãm đã trưng bày nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị về cuộc sống, con người của Việt Nam của chị Nguyễn Ngọc Vân, hay còn gọi là Helena Vân, với mong muốn lan tỏa yêu thương và ngợi ca vẻ đẹp cuộc sống. Chị đã có nhiều năm du học và làm việc ở các nước trên thế giới, được tiếp xúc, trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị. Nhưng với chị, không nơi nào có vẻ đẹp như Việt Nam. Chị trở về quê hương và đi đến nhiều nơi trên cả nước, chụp ảnh như một cách ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Dù đến với nhiếp ảnh chưa lâu, chị cũng đã ghi dấu bằng gần 80 giải thưởng quốc tế và gần hàng trăm tác phẩm ảnh được chọn triển lãm tại hơn 20 nước trên thế giới. Tôi đến với nhiếp ảnh một cách rất tình cờ. Khi mà tôi ngắm nhìn bức ảnh của người khác, tôi muốn mình có thể chụp được những bức ảnh đẹp như thế. Nên là rất là tình cờ, tôi cầm máy lên và tôi muốn nhiếp ảnh giống như là một người bạn cùng tôi khám phá cuộc sống này. Một cuộc sống đa chiều, nhiều màu sắc nhưng không hề thiếu niềm vui. Tôi nghĩ rằng cuộc sống chính là chất liệu cho nghệ thuật. Thông qua nhiếp ảnh, tôi có thể chạm được vào các vùng miền khác nhau, chạm vào những con người khác nhau, chạm vào những gương mặt khác nhau. Và từ đó dùng đi được nhiều nơi, chạm vào nhiều cuộc sống. Và chính vì vậy mà tôi lấy cái triển lãm của mình tên là Chạm. Đây cũng là như là một món quà tri ân hai đại sứ Ý và đại sứ Liên minh châu Âu sau một nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam. Tôi muốn đem tất cả những hình ảnh về cuộc sống, lao động của con người Việt Nam, những vùng miền tôi đi qua, những gương mặt trẻ thơ và những nét đẹp của Việt Nam để giới thiệu ra thế giới. Dù đó là những khoảnh khắc khác nhau, được chụp tại những địa điểm khác nhau, nhưng nội dung đều tập trung vào cuộc sống đời thường dung dị của người dân Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S.
tác phẩm thể hiện sự tìm tòi của người nghệ sĩ khi đã len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Mỗi bức ảnh không chỉ là những khoảnh khắc bấm máy mà còn là những câu chuyện đằng sau. Đó là những cuộc đời bình dị, chịu thương, chịu khó, những nỗ lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh. Tất cả đều mang đến cho người thưởng lãm những nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực. Nhiếp ảnh gia đã đưa mọi người đến với Ninh Hòa, Khánh Hòa để có thể hiểu thêm về nỗi cơ cực của diêm dân miền biển. Helena Vân đã cho mọi người thấy cả một hành trình của đời muối, diêm dân thức dậy trước bình minh như họ vẫn làm nhiều thế hệ nay, đến một trong những đồng muối lớn nhất Việt Nam để thu hoạch món quà từ biển. Với diện tích 700 ha, cánh đồng muối của Hòn Khói đã chứng kiến bao thế hệ, bao cuộc đời gắn bó. Qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia, muối không hẳn là công việc mưu sinh mà còn là duyên nợ đời người. Đây là cái buổi triển lãm mà tôi thấy ấn tượng nhất với cái chủ đề là nước mặn đồng chua lột tả được cái vẻ đẹp lao động của người Việt Nam, mà không phải tác giả nào cũng bắt được những cái khoảnh khắc và cái linh hồn của người lao động ở mỗi bức ảnh đó. Thì tôi thấy ảnh đơn về chủ đề muối gần như ai cũng có, nhưng nó là một cái ảnh bộ có một cái cách xử lý hậu kỳ khá tinh tế. Và đồng thời cái câu chuyện cho chúng ta thấy là từ cái lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc của một cái công đoạn làm muối. Và cái sự việc nó cứ diễn ra, nó tiếp diễn bao nhiêu năm nay. Và những người công nhân đó họ thật sự là mặc dù là vất vả, chúng ta nhìn thấy hình ảnh vất vả, nhưng qua cái ánh mắt, cái nụ cười thì họ vẫn luôn lạc quan. Và họ rất là yêu đời. Thì những cái đó nó làm cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống nó luôn luôn đẹp ở mọi hoàn cảnh và ở mọi cái góc độ. Và ở cái triển lãm lần này, đặc biệt là tôi muốn mang một cái hình ảnh lao động của người Việt Nam, những người công nhân làm muối ở Nha Trang, Khánh Hòa. Bởi vì cái cuộc sống mưu sinh, bán mạch cho đất, bán lưng cho trời, những mọt mồ hôi rơi để làm ra được hạt muối mà cái thu nhập rất là thấp, nhưng bằng cái tình yêu với cả quê hương, bằng cái tình yêu với cả mảnh đất của mình, họ đã gắn bó ăn đời ở kiếp với cái vùng đất Khánh Hòa đó. Và tôi muốn đem những cái hình ảnh lao động đó với những giọt mồ hôi đấy, để vì ngày hôm nay triển lãm là có rất nhiều khách mời, gồm các đại sứ của các nước, các vị khách nước ngoài, muốn họ nhìn được, cảm nhận được và có một cái sự chạm gần hơn với cả cuộc sống lao động của đồng bào của Việt Nam. Và để có một ánh mắt hay nụ cười thật sự thì trước hết phải có sự cảm thông, chia sẻ giữa người cầm máy và nhân vật trên suốt chặng đường từ Nam ra Bắc của nhiếp ảnh gia. Mỗi người chị gặp là một câu chuyện được chứa đựng trong khoảnh khắc mà chị bấm máy. Đó là bà cụ có nụ cười nhân hậu ở Hội An, đến ánh mắt thơ ngây của em bé ở Tây Nguyên hay Mộc Châu. Bởi vì tôi đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh chân dung, bởi vì những cái bức ảnh chân dung ấy, mà muốn được chụp được họ, tôi phải tiếp xúc, tôi được nói chuyện, được gần gũi với những nhân vật tôi chụp. Và khi mà được gần gũi rồi, tôi được chụp họ. Và khi mà tôi xem lại những ảnh đó, tôi lại muốn quay về cái vùng đất đấy, muốn gặp lại những con người mình đã chụp. Tất cả các bức tranh thì tôi đều ấn tượng hết luôn. Nhưng mà để ấn tượng nhất thì chắc có lẽ là bức tranh về cô bé này. Cô bé có một đôi mắt rất là hồn nhiên, trong sáng. Ánh mắt và cái gương mặt thì có toát lên một cái sự vất vả, nhưng mà trong cái ánh mắt đấy vẫn có sự hy vọng và sự hồn nhiên, mà tôi nhận ra là rất cái vẻ đẹp nó được lột tả, nó thực sự là rất là trẻ thơ. Tôi nhận thấy một cái sự khác biệt mà không phải nhiếp ảnh gia nào cũng lột tả được cái vẻ chân thực của con người. Có nghĩa là những cái bức ảnh mà Vân chụp thì chủ yếu là hướng tới cái chân dung
cái chân dung của cái khoảnh khắc, và thậm chí là từng cái lớp nhăn, từng cái nụ cười, từng hiện lên được từng cái lớp nhăn, cái vẻ lột cả vẻ đẹp rất là chân thực luôn. Và đấy là cái mà tôi ấn tượng và nó chạm thẳng tới trái tim mình luôn. Vâng, cho người ta thấy cái mà bình thường chúng ta hay bỏ qua. Chân dung thì ai cũng chụp, gần như ai cầm máy cũng chụp về ảnh chân dung. Nhưng chân dung ở đây nó thể hiện cái đặc tính và cái câu chuyện của mỗi thân phận qua cái ánh mắt và cái nụ cười. Nhiếp ảnh gia cũng đã cho thấy cuộc sống, sinh hoạt đời thường của người dân khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có Tây Nguyên với nhiều sắc thái, cảm xúc và thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Đó là danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, đời sống văn hóa, sinh hoạt đời thường của người dân Phú Yên. Được tổ chức tại một không gian xanh gần gũi với thiên nhiên, các tác phẩm hướng tới thể hiện chung một ý nghĩa là chạm vào cuộc sống, lan tỏa những điều tích cực. Helena Vân chia sẻ, chụp được một bức ảnh đẹp luôn là động lực, nhưng đó không phải là tất cả, mà chính những trải nghiệm mới là những gì chị tìm kiếm ở nơi chốn chị đã đi qua. Tôi muốn là dù cho bức ảnh của tôi có chụp các em bé nhăn nheo, xấu xí, hay là mặt lem luốc, hay là những cụ già, hay là những người lao động, thì luôn luôn là có tinh thần lạc quan. Ở sự kiện lần này, chị cũng đã giới thiệu đến mọi người cuốn sách ảnh Helena Vân, Hành trình đi để chạm, lan tỏa yêu thương. Cuốn sách đã nhận được sự đánh giá cao của người thưởng lãm, đặc biệt là giới chuyên môn. Ai đã cầm máy thì cũng sẽ nắm các quy tắc về bố cục, về màu sắc, về ánh sáng. Nhưng riêng Vân có một cái thú vị, đó là cái ảnh của Vân thường nó có nhiều cảm xúc và nó có câu chuyện ở trong. Chúng ta nếu mà chúng ta cùng xem lướt qua thì chúng ta sẽ thấy là mỗi bức ảnh là một thân phận, một cuộc sống và một câu chuyện của một người nào đó. Hoặc nó là một cái kể về một cái nghề vất vả, nhưng hình tượng, cái tạo hình thì nó rất là đẹp. Và tất cả những cái đó nó động lại là giống như cái tên gọi là triển lãm của Văn Thường hay lấy cái tên là chạm. Thì đúng là theo tôi thì nó đã chạm vào trái tim của người xem khi chúng ta có dịp thưởng lãm những cái tác phẩm trong cái triển lãm hôm nay. Cuốn sách gồm có 116 ảnh, đó là 116 câu chuyện về kiếp nhân sinh vô thường, giữa được và mất, vui và buồn, đẹp và xấu, về tuổi già và tuổi trẻ. Những khoảnh khắc chân thực nhất về đất và người đã chạm tới những cung bậc cảm xúc, những mảnh đời, những câu chuyện đầy lòng nhân ái trên khắp đất nước Việt Nam do chính nhiếp ảnh gia Helena Vân ghi lại. Toàn bộ hiện kim thu về từ việc bán sách, ảnh sẽ được nhiếp ảnh gia Helena Vân lập thành quỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn ở khắp cả nước. Và hành trình đi để chạm của Helena Vân ngày hôm nay cũng là một bước tiếp nối, mong muốn có thể nối dài những điều tử tế, nhỏ bé tới cộng đồng.